hai con luôn, nhìn đã chưa? Sao cũng vòng vòng. Chào cả nhà, hôm nay lại đi cắm câu nữa đây cả nhà. Ở đây cũng cắm gần nè. Trà co cả nhà ơi, trà co Ninh Sơn Ninh Thuận nè. Rồi, để bây giờ quay cá mồi cho cả nhà xem nha. Đây, cá mồi đây cả nhà. Quỳnh cắm mồi cá rô đồng. Nói chung là quanh năm suốt tháng chỉ có loại mồi này là nó nhộm nhất à, để cắm mồi này thôi. Đây. Đó. Nó vừa táp vừa táp luôn á. Đấy, gần ngay đường nhựa luôn. Đây, cái suối nằm dưới đó đó cả nhà. Cành câu thì đây, hai người giờ chia ra hai bó, chia nhau đi cắm. Hồi nãy cắm bớt mớ rồi cả nhà ơi. Bây giờ để phụ em đi cắm cái rồi à, tối có cá quay cho cả nhà xem. Ngày đây trời không mưa nè cả nhà. Trời không mưa dễ cắm, còn trời mưa cắm cực lắm, cực mà nước nó về nó không có cá. Đi thôi. Hai anh em cắm câu xong giờ để thăm cho sơ lại cả nhà này. Giờ thấy kênh này nó dịch dịch chắc là có cá cả nhà. Có cá thì mình bắt, có mình thay mồi lại. Cá gì đây chắc cũng nhỏ chứ không to. Cá lăng cả nhà. Lăng ăn sớm ghê. Hết sấy được rồi. Thay mồi lại cả nhà. Bắt cá này không thay mồi khác. Cứ buổi chiều chiều nè. Chiều là có rồi. Cá lăng dính rồi. Cá bóng. Bóng nhỏ xíu à. Đây, hai anh em ăn cơm xong đi thăm câu đây cả nhà. Cần đầu tiên luôn. Hai lưỡi dính hai con luôn. Nhìn đã chưa? Sao cũng vòng vòng. Đây. Nó đó. Cái lăng này cả nhà. Đừng có con. Nói chung cắm cái mồi cá rô gai này là chủ yếu là cá lăng là nhiều. Mình kiếm cá lăng thì nó có tiền hơn là cá bóng với cá tê, cá lóc. Chủ yếu là cắm cá lăng mà. Đường này khổ chứ đi. Cái này con mồi này cả nhà. Mồi mà giờ nó còn chạy nè. Đó, tới sáng nó cũng chạy vậy à. Đây một con nữa. Con này to nè. Quá đã luôn. Cắm như vậy là thấy khoái rồi. Con này to đến này. Con này to. Đã chứ. Nhìn cá lăng thích luôn. Đây còn con nữa nè cả nhà. Ây à. Trột. Chỗ này nó hơi trột trột. Đều đều đẹp chứ.
Đây mùi à. Điêu băng ở chỗ này ta. Khá khá không ạ. Chưa thấy bốn con này ạ. Ừ, cổ cao rồi đó. Khóc cho nó còn chết mẹ, cả con khóc chạy được. Bắt luôn đi. Đây được con nhỏ nhỏ này này các nhà. Đi cầm cậu mà đùng mẹ em cũng chịt điên. Đi dọn đấy. Nào cái đây luôn ạ. Chịt mua chịt luôn. Đủ. Cửa đêm đem vô đó được mà bỏ nó cái chuối gì đổ á. Chín. Bên ở đâu là còn con này. Để con mua. Đâu này còn con này. Để bắt con. Để em có thể đi vô rồi đúng. Nhỏ à, còn như thế hơi nhỏ cơ nha. Đây. Có cá là được. Được. Có cá là được. Bắt bắt. Đấy. Giờ cái kênh dèo dây giật mình chứ. Cứ mà mấy cái dèo nó cả khỏi xây. Cả như có to cỡ nào to chứ. Nó có gầy là nó càng dèo rồi. Cả nó càng đưa rồi. Cũng được, ta mụn. Móc đi rồi em cầm cái dọn đi. Một chút nữa cả nhà ơi. Chủ yếu là cái lăng thôi. Học nói chung lúc nào có hết đó. Hay ngay cái ổ ảnh ngay ổ ảnh sao chứ lúc nào có đó. Ở dưới con canh mô gì nữa gì mô đó nó tự đây coi thì coi con mồi này cạnh này mồi giờ con bơi này đây con này chắc cũng vừa này nhịp cái cân đá chưa ui con này to ui xà đá to nhất đêm nay trời ơi gì nó quậy nãy giờ đã chưa wow cũng có con này cả nhà đi cắm quen mình nhìn cần câu cái mình biết có cá liền nhịp đá lắm đó đó nó kia cũng to ui ta đi chơi
Hải à. Đó hải. Ừ, cũng khá, chúng tám ổn. Như nhập cá xong rồi xuống thăm giờ cái con mười mấy cân nữa. Tầm tầm ba bốn con đẹp, chứ lại rồi những cân nhiều. Ai chục cân thì chỉ cân kiếm 5 con thôi. Đâu này còn con đâu rồi đấy. Cá mồi không biết thể rung cân dữ lắm. Đây, đây có thử phải không? Ồ cá mồi em chạy rồi. Nụn nụn cúng lên cài cành cấu luôn. Thuộc ra cá mồi. Cá mồi nó còn chạy nữa cả nha. Đi được nửa đường bây giờ nhổ cả lại cả nha. Rồng này để cho nó sống về bán cho người ta. Mình rồng đâu, cái rồng này là nó sống về tại nhà là nó bơi ở mông khỏe. Người ta thích mua cả sống của tôi nên á. Người ta mua để người ta rồng lại để các bạn cho khách. Cá tới thì phải ngon hơn cả bỏ tù lên thôi, cho nên họ yêu cầu mình cá sống là càng tốt. Khá cho thế 10 10 1 13 con, 14 con. Rồi con về này, con hãy về này hãy được kênh thấm luôn. 14 con nên được kỳ đấy. Dơn hôm bữa mất cái cân đây đây hả? Cá bóng nó nhỏ quá. Đúng như này này. Đây một con. Đâu nữa còn con nữa kìa. Giật cá gì? Lố mình cái. Con này khá này. Kéo cái quịt quịt. Tội nó cả to chứ. Được mới về lại. Đây ngọn con này này. Tội nghe tiêu. Dùng dòng con cá trắng đi. Thôi mắc nè rồi. Ôi trắng. Lấy ạ. Cả đồ mắng. Đây một chủ cái lăng nữa cái nào ơi. Có bắt cả đây đó, cả lăng nữa đấy. Còn đi không to lắm đi, vừa cũng được hết chứ, cỡ này được thôi. Cầm ra ngoài nửa tí, cầm trong đi thấy cỏ chưa, cầm ra ngoài nửa tí vùng âm đại chứ. Okay. Cỏ làm mơ cái video. Đi, cũng qua bên trước. Bên còn mấy cân nữa cho mấy. Còn mấy cân nữa cả nhà ơi. Ai chưa đăng ký kênh cho em xin nút đăng ký kênh luôn cả nhà. Để ra video nó có thông báo á. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua. Kênh cũng sắp đủ giờ rồi cả nhà ơi. Còn mồi mồi còn bơi nữa cả nhà. Cá nó khấy rồi. Chiều em lùi đám cầm mà biểu. Đám giò xuống bò đòn được. Em quá em lấy cân bên đi. Có coi cân bên đi. Có cả không? Ở đây này. Bắt con nữa đi.
Một cái này hết mùi rồi. Báo cá tối nay cả nhà ơi. Tối nay nói chung cũng tạm ổn. Nhiều đây với lại hồi nãy có nhốt lại á, mình rộng lại cho nó sống á. Đây nè. Cái hồi nãy mình rộng lại đây nè. Đây. Đó. Còn cá lăng không cả nhà? Trời, cá lăng bự bự đã chưa? Đó. Tối nay được nhiêu đây nè cả nhà. Được rồi. Đây. Được tầm chắc cũng 2 kg cả nhà, 2 kg hoặc 2 kg hơn đó. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem video của em cả nhà ơi. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Rồi, về thôi. Hẹn cả nhà video sáng mai cả nhà. Cho tôi báo cáo hết. Rồi được rồi. Xong rồi. Video cũng khá khá dài rồi. Con đi dài. Trời ơi, con cứ rồi à. Tạm vô 20.